Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Vào nay ngày mùng 10 tháng 1 năm 2021, cơ sở đồ gỗ đồ thờ Hiền Lành làm video clip chia sẻ tới quý khách hàng và giúp quý khách hàng có thể phân biệt được hai cái chất liệu gỗ đều là dòng gỗ hương và chúng đều được xuất xứ nhập khẩu từ Nam Phi đó là gỗ hương ba đúc và gỗ hương đá. thì trong video clip hôm nay tôi sẽ giải quyết các cái thắc mắc của quý khách về hai cái dòng gỗ chất liệu này. chúng tôi vừa rồi cũng nhận được rất nhiều phản hồi từ khách hàng là các bác làm video giúp chúng em mua với các cái sản phẩm hoành phi có đối được đúng chất liệu gỗ mà không bị lừa đảo hay là rủi ro. trên hình các bạn đang xem đây là một bức hoành phi bằng chất liệu gỗ hương đá và một bức hoành phi làm từ chất liệu gỗ hương đỏ hương hương ba đúc hay còn gọi là hương huyết bức uh, gần máy quay chúng tôi nhất đây là làm từ chất liệu gỗ hương đá tức là chất liệu gỗ rất là cứng và lắm vân và mịn tên gọi đã nói lên cái bản chất của gỗ đó là rắn như đá thì cái hoành phi gỗ hương đá này thì màu sắc của nó là hơi ánh hồng còn với hoành phi mà làm từ chất liệu gỗ hương đỏ ba đúc thì nó có cái màu sắc bên cam, màu cam như bên trên. Để cho quý vị tiện theo dõi, chúng tôi sẽ quay cùng một lúc ba ba tấm hành phi thì hai tấm bằng hương đá và một tấm bằng gỗ hương ba đúc. Gỗ hương ba đúc thì giá thành của nó rẻ hơn và gỗ hương đá thì giá thành là đắt hơn. Và khả năng chống sâu mối mọt thì hai gỗ đều như nhau. Và về độ cứng, độ chắc, độ nặng thì hai gỗ cũng như nhau. Và nếu nói về làm thì là gỗ hương đá này nó có mùi nó thơm nhẹ thoang thoảng còn nếu như gỗ hương ba đúc thì nó có mùi rất là hắc người nào không quen thì có thể là chảy cả máu mũi về độ biến dạng thì nó cũng rất khi bị biến dạng và phân biệt chủ yếu đó là về màu gỗ hương đỏ ba đúc nó có màu đỏ như màu máu hay còn gọi tên khác đó là gỗ hương huyết để cho quý khách dễ hình dung hơn rất nhiều quý khách đang bị nhầm giữa hai cái dòng gỗ này vì đều có tên gọi là gỗ hương và nhập khẩu cùng một xuất xứ đó là tại Nam Phi và bức trên cùng cũng là chất liệu gỗ hương đá quý vị có thể xem màu nó hơi nhạt và có các cái sắc vân và là vân tự nhiên còn gỗ hương ba đúc thì nó ít vân hơn đây là bằng chất liệu gỗ hương đá đây quý vị có thể xem gần hơn một chút đều cùng một mẫu mã như nhau nhưng chúng tôi thi công trên hai chất liệu đó là gỗ hương ba đúc và gỗ hương đá nếu quý khách mà không cảnh giác thì quý khách sẽ bị nhầm gỗ hương đá này giá thành của nó đắt hơn nếu như so trung gian với chất liệu gỗ gỗ thì gỗ hương ba đúc lại rẻ hơn chất liệu gỗ gỗ rất nhiều còn nếu so với hương đá thì gỗ hương đá lại là đắt hơn và gỗ hương ba đúc có màu hồng cam và khi thì lại có màu nâu sẫm còn gỗ hương đá thì lúc nào cũng là màu hơi hồng hồng và vân nhạt và khi hoàn thiện thì gỗ hương ba đúc này nó sẽ bị tẩy rất nhiều lần mới lấy được hết các cái mổ ra còn gỗ hương đá thì không phải tẩy chúng ta có thể hoàn thiện luôn đó là điều đặc biệt của chất liệu gỗ hương đá thì uh, quý khách uh, nhớ đăng ký kênh đồ gỗ hiền lành để có thể theo dõi được các video Dio video hữu ích và rút ra được kinh nghiệm bổ ích cho bản thân. Chúng tôi luôn luôn chia sẻ tới quý khách hàng các cái kinh nghiệm bổ ích nhất để cho quý khách không bị lừa đảo cũng như rủi ro trong cái dịp và Tết Nguyên đán cũng như là khi quý khách mua hàng của các cơ sở khác. Nó có anh cảm ơn tất cả quý khách hàng đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý khách hàng trong các cái video tiếp theo. Xin cảm ơn.